Rồi cái tiếp theo là cái âm p p p p p, có thể là một chữ p hay là hai cái chữ p. Puppy, con cún, con chó mà baby, đó gọi là puppy. Đấy là một ví dụ quá hay bởi vì cái chữ đầu là một p, thế này nó ra cái âm p. Còn ở giữa cái từ này có hai cái chữ p đứng cạnh nhau nhưng mà nó vẫn ra cái âm p. Ví dụ puppy, 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 puppy là con cún. Rồi post, post office. Ok, âm p p quá là dễ đúng không? Tiếp, cái tiếp theo là cái âm r. Và cái này là bắt đầu khó rồi, bởi vì khi mà mình đọc cái âm hay là đọc cái chữ r không thì mình đọc rất mạnh r, cái âm r. Nhưng mà bên Úc và Anh khi mà đang nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài, với người bản xứ ấy, mình sẽ không nhận ra, bởi vì người Úc và người Anh không có nói cái chữ r mạnh đâu, chỉ có nước Mỹ mới nói vậy. Ví dụ á, tao nói một ví dụ này cho anh em. Rat, rat. Ok, người Mỹ nó sẽ nói như thế này. Rat, rat, rất là mạnh luôn. Rat. Còn bên Úc và Anh, rat. Thấy không? Mình nói không có nói mạnh như vậy. Rồi ví dụ r, ví dụ how are you. Ở bên Mỹ nó sẽ nói như thế này. How are you? How are you? Nó nói cái âm rất là mạnh luôn. Còn ở bên Úc và Anh mình nói như thế này. How are you? Mình không nói how are. Nói đúng ra nhìn cái miệng thay này. Are. How are you? How are you? Nhưng mà bên Úc và Anh mình nói how are you? How are you? Kiểu thấy lạ quá ha. Ví dụ này, rat, con chuột, rat, carrot, carrot, cái này tiếng tiếng Việt mình có nên nó dễ lắm, nhưng mà mình chỉ các bạn cái cách phân biệt giữa người Úc và Anh và người Mỹ. Đấy, cái thứ khác biệt là người Mỹ nó đọc cái chữ R, cái âm R rất là mạnh luôn, còn Úc và Anh thì rất là mềm. How are you? How are you? Đấy, tôi mong là anh em có thể đọc được. Nhưng mà nếu mà không thì anh em không cần phải lo. Nếu mà mình nghe thay thì chắc chắn là mình làm được. Bởi vì khi mà thay nói lặp đi lặp lại 100 lần, thầy nói thật đó, anh em sẽ mất 10 phút đi thôi. Nhưng mà cuối cùng ấy, anh em sẽ đọc quá là chuẩn luôn. Đấy, không phải chỉ là đọc chuẩn, nhưng mà anh em sẽ có thể nghe chuẩn hơn luôn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người và goodbye.